Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và video lần này em giới thiệu bác một mẫu xe mới về bên em, mang thương hiệu XDS. Và thương hiệu XDS này thì không còn gì xa lạ đối với bác nữa rồi. Đây cũng là một trong những thương hiệu lớn về dòng xe đạp thể thao, về dòng xe đạp thể thao trên toàn thế giới. Và cái mẫu model em giới thiệu cho bác đây là mẫu model của dòng XDS Presto FX350. Và đây là một dòng XDS dòng xuất Âu tại thị trường Việt Nam chưa hề có bác nhé. Và sau đây xin mời anh em tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, chị Hùng xin cung bình các bác, đây là mẫu XDS Presto FX350 mà em đã từng giới thiệu qua những cái video trước đây. Thì đây cũng là một cái mẫu model mới tại về bên em, dòng cuộc road tại thị trường thời điểm Việt Nam là chưa hề có. Vì cái mẫu XDS này thì ở Việt Nam hiện tại thì chỉ có mẫu dòng FX350 thôi. Thì cái mẫu này, mẫu xuất thông thị trường xuất Âu là có chữ dòng chữ Presto. Đấy, đây là mẫu Presto. Khác hẳn so với cái mẫu cũ của nó là mẫu XDS RX thông thường 350 khác. Và sẽ được sử dụng với cái bộ khung nhôm X6 nhẹ hơn so với những hợp kim nhôm thông thường khác, khoảng tầm 25-30%, đơn giản hộ khẩu sẽ rất là nhẹ quá nhá. Xe có tông màu vàng rất là nổi bật, tông màu vàng đen, hợp kim nhôm X6, một hợp kim nhôm siêu nhẹ so với những hợp kim nhôm thông thường của dòng xe đạp. Trọng lượng của xe giảm khoảng tầm so với những hợp kim nhôm thông thường là 25-30%. Và đây là cái mẫu, một trong những cái mẫu dòng xe xuất Âu của dòng XDS model Presto RX350. Các bác lên trên mạng để tham khảo thêm về cái model này. Thì tại thông thường ở Việt Nam em tìm hiểu thì chỉ có mẫu model RX350 không thôi. Đây là cái tem xe chính hãng của thị trường xuất Âu đây. Đây toàn tiếng Anh thôi nhá. Đây là tem xe nguyên bản theo trên xe, có cái thông số và cái hãng của nó nằm ở trên cái khung xe đây. Model RX Presto RX350. Tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe. Xe còn rất là đẹp các bác nhé. Đây là mẫu xe màu vàng, rất thích hợp các bác ưa những bác mà thích cái màu nổi bật. Màu vàng xe trên khung, những cái điểm chỉ đen tạo điểm nhấn trên khung xe. Model XDS hoàn hợp kim nhôm X6 hoặc kim nhôm siêu nhẹ, so gấp nhẹ hơn 30% so với những mẫu nhôm thông thường. Cổ phốt ghi đông chính hãng của XDS, nguyên bản chính hãng theo xe. Cổ phốt ghi đông nhôm. Đằng trước thì có cái logo biểu tượng của dòng XDS màu đỏ. Xe sử dụng với cái bộ tay lắc Shimano Sora. Thì so với cái mẫu thông bản thông thường khác của mẫu tại phiên bản Việt Nam là mẫu RX350 thì nó là bộ Clarip 2000. Đây là mẫu cao cấp hơn với bộ sử dụng Shimano Sora. Bên tay phải em cũng là bộ tay lắc bên tầng đĩa của Shimano Sora, chính nhãn nguyên bản theo xe. Và trên khung xe đây có cái model mã vạch thông số. Thông số của xe được in chìm, bắn laser khắc chìm trên khung xe. Cũng giống như cái dòng xe máy của Việt Nam, đây là kiểm soát bên thị trường châu Âu. Thì có những cái thông số trên đầu xe khung đây. Đăng ký bản quyền của xe. Xe sử dụng với cụm phanh đằng trước, cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano Sora. Nguyên một group chính hãng Shimano Sora, rất là cao cấp. Và càng của nó là phuộc trước là carbon. Phuộc carbon. Phuộc carbon rất là cao cấp. Đi với tông màu vàng đen, cũng của chính hãng XDS. Và phuộc trước của nó thì có cái đường lượn khung theo hình vát.
thường dành cho những dòng xe cuộc cao cấp vòng đốt đua. Đấy, rất là cao cấp, đằng trước sau càng thì có một những cái đường chém theo cái đường lướt theo cái càng trước của xe, giúp cho cái độ của xe chém gió tốt hơn so với đi cái dòng xe đua. Và xe được sử dụng với bộ vành cao cấp của chính hãng XDF nguyên bản theo xe, vành aluminium alloy 6061T6. Thì như các bạn biết thì những cái trường hợp kim nhôm siêu nhẹ thì trong đó có hợp kim nhôm 6061 vành hai lớp, cũng là một hợp kim siêu nhẹ dành cho những dòng xe cao cấp. 6061 đây, vành hai lớp, vành nhôm hai lớp, kích thước lốp là 700 x 23C. Gạt đĩa chính hãng của Shimano Sora. Gạt đĩa Shimano Sora nguyên bản theo xe, đùi đĩa bạc đạn, đùi đĩa của Shimano Sora, bê-đan cài dày nguyên bản theo xe. Bên dưới thì có cái bộ chắn va đập của xích xe của Shimano về nguyên bản theo xe. Chỗ này cũng chấm va đập của xích xe nhé, cho không bị xước cái khung bên dưới của xe. Xe có tông màu vàng rất là nổi bật. Đây là cái mẫu model hàng Cassetto RX350, hàng xuất Âu, chưa hề có tại cửa hàng bên thị trường Việt Nam. Thì Việt Nam chỉ có mẫu XDS RX350 không thôi. Cọc yên chính hãng của XDS, yên xe là yên xe của chính hãng của XDS các nhá. Cụm đằng sau xe sử dụng với bụng phanh 3 mảnh của chính hãng Shimano. Và chiều cao của khung xe size đứng là 51, 52, size 50. Khi ở các bác cao từ 1m65 đổ lên trên 1m7. Đằng sau xe được sử dụng với củ đề Shimano chính hãng của Sora, trang bị với 9 tầng líp chính hãng nguyên bản theo xe. Mayer trước và Mayer sau, Mayer trước và Mayer sau cũng chính hãng của Mayer nhôm Shimano nguyên bản theo xe. Vành đằng sau sử dụng vành cao cấp của XDS, vành nhôm aluminium 6061 rất là cao cấp, vành nhôm siêu nhẹ. Vâng, đây cọc in của nó đây, thông số tiếng Anh đằng sau không nhé. Hàng tiêu chuẩn châu Âu Đông Ma là kiểm tra rất là chặt chẽ và khắt khe, chất lượng cao. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 9 tầng líp chính hãng của Mayer, của líp Shimano, xuống líp này, xích clip cũng của chính hãng Shimano, chuyển động rất là mượt mà, chân chu lắm nhé. Bên tay phải em trang bị với đùi đĩa của Shimano Sora, 2 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano Sora, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là trơn tru và mượt, rất là êm ngon nhá. Toàn bộ xe làm từ hợp kim nhôm X6, trọng lượng của xe là rất là tối giảm so với những dòng xe nhôm thông thường khác là 30%, rất là nhẹ. Và xe này xe dòng XDS, dòng đốt Cassetto, dòng RX350 em đánh giá rất là cao vì những video trước đây em có về một chiếc càng trước là càng carbon. Và xe là rất tốt, bên em là 8,9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh, và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.